Ủa, Ủa? Nào, Dưỡng, sao đưa nó ra đây vậy con? Ờ, con thấy Mai Anh ở trong phòng ngột ngạt quá, cho nên đưa ra đây cho thoải mái. Con cũng mới gọi điện cho thằng Minh, nó nói là nó đang ở tỉnh để lo giải quyết một số công việc gì của bệnh viện chi nhánh ở dưới đó. Vậy hả? Dạ. À, thằng Minh nó nói là bệnh của Mai Anh cần phải có một không gian thoải mái, nhất là đưa Mai Anh tới những nơi có những kỷ niệm đẹp trước đây. Ừ. Để khơi dậy tiềm thức của Mai Anh thì mới mau khỏi bệnh được. Tao với dì Bay cũng định là đưa cô Mai Anh về nhà đó. Dạ, con thấy như vậy cũng tiện hơn. Chứ dì Dượng cứ đi tới đi lui như vậy hoài thì cũng mệt lắm. Ừ. Thôi được rồi, để tao đi gặp bác sĩ xin cho cô Mai Anh nó về nhà. Thôi Dượng, Dượng đưa Mai Anh lên phòng đi, để con đi gặp bác sĩ cho. Ừ, vậy cũng được. Dạ. Đi con. Thiệt tình á, ông Minh ông xin nghỉ thì đã đành, đằng này bà Uyển Lan cũng xin nghỉ luôn. Công việc á thì nhiều hàng ngàn xa số, vậy mà trưởng phòng nhân sự với trưởng khoa lại xin nghỉ cùng một lúc. Đang bực mình gần chết luôn đi nè. Hai người đó muốn trốn việc, sống đợi lúc mà ít việc một chút hãy đi. Đúng rồi đó. Thằng Minh nói với mình nó xuống bệnh viện tỉnh để giải quyết công việc, còn cô y tá này thì nói đi du lịch là sao chứ. Thực ra ai mới nói đúng. Sao rồi anh? Cô ấy có khá lên nhiều không? Về mặt sức khỏe thì đã ổn, nhưng vẫn chưa có cảm giác gì với xung quanh bên ngoài. Mặt thì lúc nào cũng u buồn và thẫn thờ một cách vô hồn, ai nhìn thấy cũng xót xa. Tội nghiệp cô ấy quá. Cậu mong cho cô ấy sớm khỏe lại mà cô xuất viện cho anh. Rồi, mới xuất viện về nhà rồi. Ừ. Để em biết em tới thăm. Bệnh viện nhà em có chi nhánh ở tỉnh không? Không. Nó dám nói dối mình. Vậy là nó đi du lịch với cô Uyển Lan rồi, đúng như lời cô y tá đã nói. Nè, anh nghĩ gì vậy? À, không có gì. Anh còn nói dối em hả? Ừ. Thật ra anh chỉ đang nghĩ tới gia đình của dì Dượng Tư thôi. Thấy dì Dượng lớn tuổi rồi mà lại phải chăm sóc cho Mai Anh, anh thấy thương cho dì Dượng quá. Nếu thời gian tới có lúc nào rảnh, anh với em sẽ tới thăm Mai Anh rồi giúp cô ấy đi dạo, biết đâu cô sẽ đỡ hơn thì sao. Như vậy thì tốt quá. Vậy chiều nay mình đi liền luôn ha. Cũng được. Dì ơi, chồng của Mai Anh đâu, sao con không thấy? Nó đi công tác xa rồi, chưa có về được. Trời đất ơi, vợ mày như vậy á thì ít ra cũng phải đi về chăm sóc vợ mới đúng chứ. Chắc là công việc ở đó quan trọng cho nên nó mới chưa về được đó con. Còn thấy á, nếu mà đàn ông có trách nhiệm á thì không có công việc nào mà quan trọng hơn vợ mình hết, nhất là vào lúc này vợ là người cần mình nhất mà. Em, anh nhớ là em có nói em hẹn với bạn mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà còn hơn một tiếng lận. Vậy thôi tranh thủ về nhà ăn miếng cơm đi, chứ không đâu bao tử lại đó. Anh có về luôn chưa? Anh
Nè, bận cứ về cô đi bay con. Bay với con Diệt Linh về luôn đi. Bay cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe đi con. Đúng rồi đó con, Dượng con nói đúng đó. Con về nghỉ ngơi sớm đi nha. Dạ, vậy thôi con đi về luôn. Mai Anh à, Linh về nha, bữa khác Linh ghé. Anh về nha. Thôi dì Dượng con về. Ừ. Dạ con xin phép. Ừ. Cái thằng này đúng là có một không hai ở trên đời này. Nó sống có tình có nghĩa. À Linh. Dạ. Em về trước nha. Anh có chuyện muốn nói với lại Dương Tư nữa. Ủa chuyện gì vậy, có quan trọng lắm không? Cũng không có gì. Đó là những cái bài thuốc giúp cho mấy anh sớm phục hồi thôi mà. Anh phải vô nói chứ để lát anh quên. Ừ, vậy thôi em về. Anh cũng tranh thủ nói chuyện xong rồi về nghỉ ngơi nha. Ừ. Chào má. Bé đi đâu vậy? Vợ bé nằm bệnh viện, ngay cái bệnh viện bé làm luôn, không thấy mặt mũi đâu. Bé không quan tâm gì tới nó hết trơn vậy. Nè, tao với ba bay vì con vợ bay muốn che giấu, để cho người ta không có biết con Mai Anh là vợ của bay. Nhưng ít nhất bay cũng phải nghĩ tới nó, quan tâm tới nó. Bé không sợ nó buồn hả? Dạ, con xin lỗi, con cũng không muốn như vậy đâu. Chỉ vì giám đốc chỉ định con phải trực tiếp xuống tỉnh để giải quyết công việc, cho nên con không thể nào từ chối được. Con xin ba má thông cảm cho con. Ngay cả một tin nhắn thôi mà cậu cũng không nhắn cho tụi tôi biết. Đến khi thằng Hào nó hỏi thăm á thì tôi mới biết là cậu đã đi rồi. Nhiều khi tôi cứ nghĩ có khi nào cậu sợ người ta biết cậu có quan hệ với gia đình tôi hay sao á, cho nên là cậu cứ cố tình cậu tránh né như vậy á. Ba, con nào có ý đó đâu ba. Đúng là con đã sai khi đi gấp quá mà quên báo cho mọi người biết. Con định tới nơi rồi sẽ gọi điện về báo cho mọi người luôn thể. Thôi đi vô đi, nó ở trỏng kìa. Dạ, con xin phép. Tới tìm em hả? Có phải mày mới vừa đi du lịch với cô gái đó không? Anh nói ai vậy? Mày trả lời tao đi. Tại sao mày trở nên như vậy hả Minh? Trước đây mày đã hứa gì với Mai Anh và gia đình cô ấy? Bây giờ mày hãy chấm dứt mối quan hệ với cô gái kia và quay về chăm sóc Mai Anh như trước đây mày đã từng hứa đi. Em xin lỗi. Xin lỗi à? Ý mày là vì tương lai cho nên em không thể quay về được. Bây giờ đứa con cũng không còn, nên giữa em và mẹ anh chẳng còn gì để ràng buộc. Anh hãy thôi đi. Mày, tại sao bây giờ mày lại thay đổi như vậy hả Minh? Mày hãy quay về đi, tao xin mày đó. Minh à, Minh. Đây là hình ảnh của bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối. Thường những bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối bị tổn thương quá nặng hoặc sụn khớp bị mài mòn, không thể nào hồi phục được. Người bệnh thường xuyên thấy đau ở khớp gối, vận động khó khăn và gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Những người bị viêm khớp nặng làm phá hủy mặt khớp hoặc khớp bị viêm gây đau, cứng khớp hay biến dạng khớp mà điều trị nội khoa không có hiệu quả. Việc thay khớp gối nhân tạo sẽ giúp người bệnh vận động sinh hoạt bình thường. Hiện nay bệnh viện của chúng ta có vài bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường. Nếu như thay khớp thì có khả thi không ạ? Thật ra thì những người bị bệnh tiểu đường hay tim mạch hay huyết áp, bệnh phổi mãn tính vẫn có thể phẫu thuật thay khớp được. Nhưng cần phải được cân nhắc và phải hết sức cẩn trọng. Trước khi tiến hành phẫu thuật thì phải cần kiểm tra kỹ những xét nghiệm của người bệnh, từ chỉ số đường huyết,
huyết áp, tim mạch. Vì người bị bệnh tiểu đường thường có tâm lý rất sợ phẫu thuật, vì sợ vết thương khó lành. Cũng như tôi vừa nói, tất cả đều phẫu thuật được hết và tiến hành rất là tốt nếu chúng ta xét nghiệm kỹ. Nhưng mà khi thay những khớp gối nhân tạo đó có đảm bảo được hay không? Những khớp nhân tạo với thành phần thép không gỉ là hợp kim coban, rơm và nhựa polyethylene cực kỳ bền chắc. Khớp nhân tạo này có thể giúp bệnh nhân thực hiện các cử động ở khớp gối dễ dàng, không làm ảnh hưởng tới các khoang khớp hay là dây chằng xung quanh. Nếu như vậy thì tuổi thọ của những khớp nhân tạo này kéo dài được bao lâu? Hầu hết các khớp gối nhân tạo được thay mới có thời gian sử dụng kéo dài trên 20 năm. Tôi muốn hỏi là sau khi phẫu thuật thì phải mất thời gian bao lâu người bệnh mới phục hồi lại được? Sau khi phẫu thuật thay khớp gối một ngày, bệnh nhân được cho thực hiện các bài tập thụ động CMB, và sau 2-3 ngày thì có thể đi đứng nhẹ nhàng và thực hiện các hoạt động đơn giản. Tuy nhiên, bệnh nhân cần phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ đi lại. Từ tuần thứ 6 trở đi thì có thể hoạt động bình thường mà không cần thiết bị trợ giúp. Nhưng nếu một số bệnh nhân muốn xin về sớm thì sao? Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân cần nằm viện 1 tuần để theo dõi. Nếu thay 2 khớp gối một lúc thì có thể kéo dài thêm 1 tuần. Nếu thấy sức khỏe và vết mổ ổn định lại rồi thì có thể cho họ xuất viện theo thể trạng của mỗi người thôi. Hiện nay chúng ta có một bệnh nhân trên 60 tuổi mà đang bị bệnh đái tháo đường, có nhu cầu thay khớp gối. Trưởng khoa Minh có thể đảm nhận ca này được không? Dạ, xin giám đốc cứ an tâm. Chỉ cần chúng ta cho làm xét nghiệm kỹ các chức năng, nếu nằm trong ngưỡng cho phép thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân sẽ phục hồi tốt nếu như chúng ta đi đúng quy trình. Chào anh Hùng. Khỏe không? Dạ khỏe. Đây là số tiền mà anh cần. Cảm ơn chú em. Anh sẽ trả lại chú em trong thời gian ngắn nhất. Không sao đâu, khi nào cũng được. Em còn nhờ anh nhiều mà. Thôi bây giờ em đi nha. Ok. Chào anh. Alo, mau tới nhận hàng. Biết rồi. Alo, tới đâu rồi? Nhanh lên đi. Hôm nay anh thấy trong người sao rồi? Còn đau lắm bác sĩ ơi. Cố gắng lên. Anh ăn gì chưa? Anh đi rồi còn uống thuốc nha. Chào bác sĩ. Chào chú. Hôm nay chú thấy trong người sao rồi? Hôm nay tôi thấy khỏe, người bình thường trở lại rồi. Cứ nghĩ ngày chân tôi đi lại được tôi mừng quá. Vết mổ khá là tốt. Nếu như chú làm đúng những điều quy định thì sau một thời gian nữa chú sẽ có thể đi lại được thôi. Cảm ơn bác sĩ. Lúc đầu tôi lo quá, nhưng mà nhờ bác sĩ động viên và trấn an nên tôi mới dám mổ đó chứ.
gắng ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ. Mà công nhận bác sĩ có bàn tay lương y thiệt. Đã vậy bác sĩ còn đẹp trai mà lại tài giỏi nữa. Cảm ơn chú. Thôi chú nằm nghỉ ngơi đi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Anh nằm nghỉ nha. Ngồi đi. Chào anh. Nè, bây giờ tao cho mày một cơ hội nữa. Dạ. Mày đừng có làm cho anh mày thất vọng biết không? Mày nên nhớ nè. Dạ. Tao đã nói một là một, hai là hai. Mày còn gặp thằng bác sĩ kia nữa thì mày không sống được với anh. Mày dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Là cô ta. Thì ra cô ta là người có tên Hồng Chó Lửa. Tên này lại liên quan đến thằng Minh. Như vậy thì chuyện mình bị hại trước đây nhất định là có tay thằng Minh nhúng vào. Chào cô. Hả? Cô nhớ tôi chứ? Tôi nhiều khách hàng lắm. Người ta nhớ tôi chứ tôi chẳng nhớ họ. Tôi đi trước đây. Nè, có gì đâu mà gấp. Cứ từ từ đứng nói chuyện đã. Cô yên tâm đi, tôi không làm hại gì cô hết. Chuyện cũ trước đây tôi sẵn sàng bỏ qua. Miễn sao là cô làm giúp tôi một chuyện, tôi sẽ cho cô thêm một số tiền. Ừ, được chứ? Nhưng mà chuyện gì? Ừ, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Tôi sẽ ứng cho cô một số tiền trước. Khi xong việc, tôi sẽ trả phần còn lại. Ok? Tôi đồng ý. Tốt. Cho tôi số tài khoản của cô đi. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô liền. Còn gì nữa không? Ok, cô đi đi. Nhớ kiểm tra tài khoản. Mọi chuyện rất tốt. Cho tôi xem lại tấm hình đi. Ok. Tôi nói rồi, đã làm việc là phải có hiệu quả chứ. Anh cứ yên tâm. Sao? Còn gì thắc mắc nữa không? Gửi qua cho tôi. Ok. Bây giờ tôi gửi liền luôn hả? Không sao, lát nữa cũng được. Ok. Cảm ơn anh. Tôi về ạ. Ừ. Anh vừa ra ca trực, bây giờ anh về nhà ngủ một chút. Khi nào em dậy thì gọi anh đến đưa em đi ăn sáng nha. Qua đây, nhanh. Cô làm cái gì ở đây? Muốn cho người khác biết mối quan hệ của tôi và cô hả? Đúng, tôi đang định làm điều đó. Cô dám? Sao lại không? Anh là người thông minh, chắc cũng hiểu là tôi đang nắm trong tay thứ gì quan trọng nên mới tới tìm anh, đúng không? Cô dám uy hiếp tôi luôn hả? Tôi làm sao mà dám uy hiếp một bác sĩ danh tiếng như anh được. Chẳng qua là tôi túng quá cho nên mới làm liều đến gặp anh.
để xin ít tiền trang trải thôi. Vậy thì xin mời cô đi chỗ khác cho. Anh biết người này chứ? Còn nếu mà anh đã phủ như vậy thì tôi đành tìm gặp người này để xin tiền thôi. Nếu mà trong 2 ngày nữa anh suy nghĩ lại thì gọi cho tôi. Thật ra thì tôi vẫn ưu tiên cho người quen hơn. Nếu mà 2 ngày nữa khi mà anh suy nghĩ lại thì gọi cho tôi nha. Bye bye. Con mã đó có gì trong tay mà dám cả gan uy hiếp mình vậy? Chẳng lẽ tên Hùng đứng sau giật dây cho ả hả? Nè con, nguội rồi nè, con ráng uống nha. Con ráng uống miếng đi nha con. Con ráng lên đi. Nè, uống miếng nè. Con uống. Trời ơi, con sao vậy hả? Có chút xíu rồi mà nãy giờ uống chưa xong nữa nè. Uống miếng nữa nè. Đó, uống miếng nữa nha. Giỏi. Nè con, nè. Ôi trời ơi. Kìa bà. Trời ơi, con sao vậy hả? Bà, từ từ thôi. Cái gì đâu mà ép nó quá vậy? Nó chưa có bình phục được đâu. Phải từ từ mới được. Chứ bà làm vậy đâm ra cuối cùng tự làm mình khổ hơn nữa. Nhưng mà nó cứ như vậy, làm sao mà tôi chịu được chứ? Nè con. Con chào dì, chào Dượng. Dạ con chào dì Dượng, chào con. Ngồi đi con. Dạ. Đó, cứ vậy hoài đó. Ăn không chịu ăn, uống cũng không chịu uống nữa. Mà ngày nào Dượng cũng phải sắc cho nó 2-3 thang thuốc an thần. Nó phải uống thuốc an thần thì nó mới ngủ được. Chứ không á là ngồi như vậy nè, rồi nhìn ra ngoài cửa vậy đó. Hay là dì cho phép tụi con dẫn mấy anh ra ngoài chơi cho khuây khoảng nha dì. Ôi trời, đâu có được con. Dì không có cho nó đi đâu hết á. Rủi nó lạc mất rồi làm sao? Dì yên tâm đi, có 2 đứa con canh chừng sẽ không sao đâu dì. 2 đứa tới thăm như vậy là quý rồi. Thôi đi vô. Đi vô với má con. Đứng lên. Đứng lên, má dẫn vô. Nhanh lên. Sao con không nghe lời má vậy hả? Từ từ bà. Chừng nào con mới tỉnh lại hả? Thôi bà. Má khổ lắm, con có hiểu không? Bà nghe tôi nói đã. Bà đừng có như vậy nữa. Bà làm như vậy tôi đau lòng hơn nữa nè. Bà cứ để cho 2 đứa nó đưa mấy anh đi dạo một chút coi. Nhiều khi một lúc nó về nó khỏe hơn, nó đỡ hơn thì sao? Không được. Nó đi rồi lỡ nó mất luôn, ông có hiểu không hả? Bà. Đi anh. Bà nghe lời bây tôi. Giờ cho nó ra mình ngoài tỉnh đi. Lỡ nó khóc nữa làm sao? Khóc hoài có giải quyết được gì đâu. Bà nghe tôi, bà đừng có cố chấp nữa. Nè. Bà nghe tôi đi mà. Không có nghe gì hết á. Bà đi đâu vậy? Nè. Thôi, bà cứ để cho nó dẫn đi dạo một chút. Trời ơi. Bà yên tâm đi, không sao đâu. Đưa đây cho tôi. Bác sĩ. Chào anh. Sao? Ủa, một người làm phiền bác sĩ nữa hả? Tôi muốn tìm cô gái làng chơi lúc trước có chút việc.
Cô ta còn làm ở chỗ cũ không? Từ cái vụ lần trước, tôi đã đưa tiền cho nó, rồi bắt nó chuyển chỗ ở. Cả cái chuyện làm tôi cũng bắt nó làm chỗ khác rồi. Tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại nó. Nếu như mà bác sĩ cần á, tôi kêu mấy đàn em đi liên hệ lại nó. Từ lúc đó tới nay anh chưa gặp lại cô ta hả? Xong việc rồi thì biến, tôi đâu có thích dây dưa với loại đó. Nè, ủa, sao mà hỏi vậy? Sáng nay cô ta đã đến bệnh viện để gặp tôi. Sao mà nó biết chỗ cậu làm mà tới tìm? Nó muốn gì? Đem vụ lần trước ra để mà tống tiền tôi đó mà. Con nó chết với tao. Nó dám giỡn mặt với tao. À, tuy rằng ăn cơm với con nhiều lần, nhưng mà bác chưa có dịp hỏi về gia thế của con. Dạ, con cứ nghĩ khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào Á Châu thì bác đã xem lý lịch của con rồi chứ. Bà làm gì có thời gian mà can thiệp vào chuyện nhân sự. Khi tham dự lễ tốt nghiệp và nghe bài phát biểu của anh là bà đã chọn anh về làm ngay rồi, mà không cần xem qua lý lịch. Dạ, con là con một, ba con mất, còn mẹ con thì đang ở Pháp. Ủa, vậy con không đi qua Pháp với mẹ sao? Dạ, trước đây do cuộc sống mưu sinh cho nên dì Dượng nuôi dưỡng con. Mẹ con nhà nhập khẩu cho con với hộ khẩu của dì Dượng con về ở chung. Sau này khi mẹ muốn đưa con đi thì gặp trục trặc về giấy tờ. Với lại con thấy sống ở đâu cũng vậy. Cái quan trọng là mình có thể thực hiện được niềm đam mê của mình và sống thoải mái vui vẻ là được. Con còn trẻ mà con biết suy nghĩ như vậy, nó thấy rất mừng. Nếu có những người mà họ có những tư tưởng hướng ngoại rồi bỏ nội đi thì đất nước mình làm sao phát triển được con. Anh, mà dì Dượng của anh hiện đang ở đâu? Sao em ít nghe thấy anh nhắc tới? Dì Dượng của anh thì đang ở quê. Cách đây một năm thì Dượng anh bị mất. Bây giờ chỉ còn một mình dì anh thôi. Nhiều lúc cuối tuần được nghỉ, anh cũng tranh thủ về thăm dì của anh. Nếu vậy thì mình sắp xếp thời gian đi anh. Mình kết hợp chuyến du lịch với lại thăm gia đình của anh luôn ha. Anh cũng muốn lắm, nhưng mà làm sao có thể bỏ việc ở bệnh viện mà đi du lịch lúc này được. Nếu một trong hai chúng ta đi thì không sao, còn cả hai cùng đi như lần trước thì ảnh hưởng đến công việc của bệnh viện nhiều lắm. Mình nói đúng đó. Đàn ông trước tiên là phải lo cho công việc, rồi sau này khi mà đào tạo được những người cấp dưới của mình mà đáng tin cậy thì lúc đó mới nghĩ tới mình, thấy không? Ăn đi con. Mai Anh à, uống gì hay ăn gì không? Để lên mua cho. Mai Anh. Diệp Linh à. Mai Anh thích ăn đậu phộng, em có thể chạy đi mua giùm anh được không? Dạ. Đây Mai Anh, món này là món Mai Anh thích nè. Nè, ăn thử đi. Ăn thử đi. Anh đừng có buồn. Có lẽ chuyện mới xảy ra cho nên tinh thần chưa cân bằng lại.
cậu sẽ sớm bình phục thôi. Nhưng không biết đến bao giờ. Ở hiền sẽ gặp lành mà. Em rất tò mò muốn biết mặt của chồng Mai Anh. Để làm gì? Để em coi thử coi mặt mũi như thế nào mà Mai Anh lại chọn làm chồng. Một người đàn ông quá vô tâm như vậy thực sự là không xứng đáng với tình yêu của Mai Anh. Em đừng có nói như vậy tội nghiệp. Thật ra chồng của Mai Anh cũng thương cô ấy lắm, nhưng mà vì công việc xa cho nên không có thường xuyên về thăm được thôi. Nếu là anh có thể đi biền biệt không về, dù biết vợ mình đang bị khủng hoảng tinh thần như vậy không? Không đúng không? Ai bắn tin cho mày biết đường mà tìm tới bác sĩ Minh? Dạ không có ai. Lần trước em tình cờ nghe anh nói chuyện với bác sĩ Minh. Em hết tiền rồi cho nên em mới đánh liều tới gặp hắn. Tao mà còn biết mày tìm tới bác sĩ Minh một lần nữa là mày chết với tao nè mày. Dạ anh tha cho em không dám nữa đâu. Dạ. Ba ăn đi ba. Dạ con chào ba. Con ngồi đó đi. Có chuyện gì mà thấy con không vui vậy? Dạ con đang bực mình giùm chị bạn của con thôi. Chị bạn nào? Dạ là bạn của anh Hào thưa ba. Chị ấy vừa bị sảy thai dẫn đến trầm cảm, ngẩn ngơ ngơ như người vô hồn. Mà chồng của chị ấy lại vô tâm, luôn viện cớ đi làm ăn xa, không có lo cho chị ấy gì hết. Ở ngoài xã hội thì rất nhiều những mảnh đời không may mắn, rồi bất hạnh nữa. Mình không thể nào mà mình giang tay được hết đâu con à. Con người á, hễ mà gặp chuyện bất hạnh là hay đổ thừa cho số phận. Như vậy là đâu có đúng đâu ba. Vì phận á, là do tự mình quyết định. Chỉ có những người ngu ngốc thì mới chọn lựa cho mình một người chồng không ra gì thôi. Nếu là con thì đừng có hòng. Con sẽ thử thẳng tay cho ba coi. Ủa, anh sao vậy? Ăn trái cây cũng bị sặc nữa hả? À, không phải. Anh sực nhớ là anh để quên tập tài liệu ở bệnh viện. Bây giờ anh phải quay về đó lấy liền. Tôi phép đi trước. Có việc thì đi con. Dạ. Thôi con đi luôn nha ba. Ủa, con cũng đi nữa hả? Ngộ hả? Là tôi đi. Sao? Anh có chắc không? Được rồi. Tự mình làm sao? Con ngã này chắc không dám lừa tên Hùng đâu. Coi như xong một chuyện. Tại sao con ngã đó có được tấm hình của thằng Khiêm? Tôi đây, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Đề phòng bất trắc, giết con ngã đó cho tôi. Dạ, con chào dì. Ủa, con chào chú. Con mới tới hả? Dạ, con tới thăm Mai Anh. Ngồi xuống uống nước đi con. Ngồi đi con. Dạ, con gửi Mai Anh chút quà. Ôi trời ơi, tới chơi được rồi, mang quà cáp chi con. Ủa, Mai Anh đâu rồi cô chú? Đã khỏe chưa? Đêm hôm qua, nó mơ thấy ác mộng, rồi nó thức tới sáng luôn. Thân thể rã rời, sáng ra nó mới vừa chợp mắt được một chút đó.
Sao cô chú không để cho mẹ anh ở trong bệnh viện? Dù gì ở trong đó cũng có y bác sĩ theo dõi, rồi trang thiết bị cũng hiện đại hơn. Gia đình cô chú ít người lắm, để nó ở trong đó ai trông nom nó được hả con? Tình hình sức khỏe của nó bây giờ cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi, chỉ còn tinh thần của nó bây giờ là đang tổn thương nghiêm trọng thôi. Nếu như vậy á, thì thời gian tới cô chú sẽ vất vả lắm đây nè. Tâm bệnh là khó trị lắm. À nè con, cái người mà cấp cứu cho con Mai Anh đó, cái cậu đó là người như thế nào vậy? Ý cô là sao? Con không hiểu. Cô cũng thấy cái cậu đó đẹp trai. Ôi trời ơi, nhỏ tuổi vậy mà làm trưởng khoa ở cái bệnh viện đó. Một người giỏi như vậy thì cô thấy chắc là cũng nhiều người để ý lắm phải không? Ai mà dám để ý hả cô? Ủa làm sao? Hả? Sao kỳ vậy? Ủa? Hay là cậu ấy có vợ rồi hả? Thật ra là anh Minh đang quen với con gái của giám đốc bệnh viện. Hai người còn đang tính tới chuyện kết hôn nữa, cho nên đâu có ai dám dè dãn gì đâu. Ủa cô chú sao vậy? Không lẽ cô chú biết bác sĩ Minh hả? Không có. Tại lần đó thấy ông bác sĩ Minh ông nhiệt tình, ông giúp đỡ con anh quá đi, nên thắc mắc hỏi vậy thôi. Để bữa nào á, cô chú sắp xếp công chuyện nhà cửa xong á, sẽ mang chút quà tới để cảm ơn bác sĩ Minh đã giúp đỡ. Chú nói thì con mới nhớ, bình thường bác sĩ Minh rất là lạnh lùng, vậy mà hôm bữa chăm sóc cho Mai Anh rất là tận tình, giống như là chăm sóc cho người thân mình vậy đó. Quên nữa, hay là bây giờ con ở lại ăn cơm với cô chú luôn đi, lâu quá rồi không có gặp. Với lại ở đây chơi đi, có nhiều chuyện lắm, cô chú muốn hỏi con được không? Dạ thôi, để dịp khác đi cô chú, tại hôm nay con có ca trực ở bệnh viện rồi. Khi khác con tới thăm Mai Anh rồi con sẽ trò chuyện nhiều hơn với gia đình mình. Vậy thôi cũng được. Dạ thưa cô chú, con về. Con gửi này cho Mai Anh nha. Được rồi con. Cảm ơn con nha. Nè, ông nghe con nhỏ nó nói gì không? Bây giờ tôi phải đi tìm thằng Minh hỏi cho ra lẽ cái chuyện này. Thôi đi bà ơi, đừng có làm khó dễ nó nữa. Cuối cùng người thiệt thòi là ai? Là con gái mình chứ ai. Ông nói cái gì vậy? Ông bị mất trí rồi hay sao vậy hả? Tôi bắt nó phải chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ. Nếu không á, tôi sẽ tung hê lên để xem nó còn qua lại với con gái của ông giám đốc bệnh viện đó hay không. Vậy bà có nghĩ tới cái hậu quả chưa? Hả? Hậu quả gì hả? Bây giờ tôi phải đòi lại công bằng cho con Mai Anh chứ. Vì lý thì bà đúng, nhưng mà về tên là bà sai rồi. Tôi sai chỗ nào ông nói đi. Bà làm như vậy là thằng Minh nó mất hết tiền đồ, coi như bao nhiêu hy sinh công sức của thằng Hào đổ sông đổ biển hết. Cho dù là thằng Minh nó có trở về bên con Mai Anh, thì bà nghĩ coi nó có toàn tâm toàn ý yêu thương con gái của mình hay không. Lúc đó ba đứa nó sẽ đối diện với nhau như thế nào? Cách này không được, cách kia cũng không được. Không hiểu kiếp trước tôi sống như thế nào mà bây giờ con gái tôi phải lãnh chịu hết như vậy chứ. Tôi đúng là con mắt không tròng mà. Trước đây tôi làm đủ mọi cách để cho con Mai Anh lấy được thằng Minh. Bây giờ làm mẹ mà nông cạn như tôi thì tôi chết đi cho rồi. Tôi đâu có nói linh tinh, tôi chỉ nói sự thật là anh sắp đính hôn với con gái giám đốc bệnh viện thôi. Anh Minh. Em vô lúc nào vậy? Em cũng mới vừa vô thôi. Sao có chuyện gì mà anh suy nghĩ nhập tâm quá vậy? Không có gì đâu, chỉ là chuyện công việc thôi mà. Anh đói chưa? Đi ăn với em ha. Mình đi.
tốt nhất. Mày câm cái miệng mày lại nghe mày. Đi mày. Alo. Alo. Anh Kim hả? Hả? Tôi nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? À, có chuyện gì không? Tôi nó muốn giết tôi. Sao? Cô đang ở đâu? Em trọ nhà tôi á. Được rồi, bình tĩnh, tôi tới liền. Thưa bà má. Cái bà này. Đi. Bà làm đi gì ra vậy? Khỏi đây. Mày tới đây làm gì hả? Bà làm như vậy hai sớm nhìn thấy người ta cười bây giờ. Để cho họ biết, để cho họ cười. Ngày trước á, chỉ vì con Mai Anh này nè, nó muốn cho cái tiền đồ của thằng này được sáng lạng nè, cho nên vợ chồng mình mới phải giấu cái này giấu cái kia. Bây giờ cuối cùng nó được cái gì? Ông nhìn đi, nó được cái gì? Dạ thưa bà má, con không biết là nhà mình đã xảy ra chuyện gì mà khiến má phải trách mắng con như vậy. Mày còn giả ngây ngô nữa hả? Đồ khốn nạn. Tất cả những điều đúng mặt mày làm á, tao biết hết rồi. Con xin lỗi ba má, nhưng mà má nói cái gì con không hiểu. Hôm nay con xin nghỉ phép để về đây thăm ba má với vợ của con, nhưng con không biết ba má đã nghe tin đồn từ ai mà lại trách mắng con như vậy. Thôi, con Mai Anh nó khỏe rồi, cậu hãy trở về bệnh viện mà làm việc đi. Cậu hãy lo sự nghiệp của mình trước đi. Còn con Mai Anh á, có vợ chồng tôi lo rồi. Bà đừng có nói như vậy, con mang tội chết. Mai Anh là vợ của con phải có trách nhiệm với cô ấy chứ. Trách nhiệm gì? Mày nhìn nó đi. Từ cái hôm mà nó ở bệnh viện về cho tới nay, nó như là một người mất hồn vậy đó, ngơ ngơ ngác ngác. Còn mày thì sao? Mày ở trong bệnh viện á, mày ôm ấp cái đứa con gái của ông giám đốc ở trong bệnh viện đó, nên mày đâu có còn thiết gì tới con Mai Anh nữa. Con xin lỗi ba má, đúng là có lúc con đã lạc lòng với người phụ nữ khác, nhưng đó là do cô ấy cố tình tiếp cận với con mà. Trời đất ơi, thấy chưa? Ông thấy chưa? Trời ơi, bây giờ nó còn đổ lỗi cho cái người không có ở đây nữa.